Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình có một số đồ lưỡi cưa, đồ lụng dụng với dây điện lên cho tất cả mọi người cùng xem nha. Rồi, em vô. Số 1, lưỡi cưa, lưỡi đá nha mấy anh. Lưỡi đá, lưỡi 125 nha, cốt 22 nha. Lưỡi đá, lưỡi đá cắt sắt nha. Lưỡi đá cắt sắt. Một cặp lưỡi cắt đá thôi nha. Lưỡi đá cắt sắt. Cặp lưỡi đá. Số 1, cặp lưỡi đá 50.000 nha mấy anh. 50.000. Đây là cục đá. Đó gì? Cốt 30, cốt 30. Cốt 30 đó mài đi. Cốt gì? Cốt 30 nha mấy anh. Cốt tính 1.5. Cốt 30. Đá mài nha mấy anh. Đá mài dao. Đường kính 1.5. Giờ này chắc phải 1.5 đó. Chiều dài 1.5 nha mấy anh. Dài 1.5. Đường kính nó là 1.5. Cốt 30 nha mấy anh. Cốt 30. Mã số 2. Mã số 2 150.000 nha mấy anh. Đá mài nha. 150.000. Số 3 là cũng con dao Nhật nha mấy anh. Dao nó nhãn hiệu nè. Dao đúc nha mấy anh. Dao đúc. Bén dữ lắm. Dao này sắt trái cây hoặc sắt thịt luộc đồ là thôi thầy luôn. Thịt ngọt xớt luôn. Dao này chưa xài nha mấy anh. Chiều dài nó là 25 mấy, gần 26 luôn nha mấy anh. Dày nó 3 phân nha. Dày 3 phân. Chiều dày lên 3 phân. Dài 2 tấc 6. Em về được mấy con liền nha mấy anh. Mã số 3. Mã số 3 150.000 nha mấy anh. 150.000 nha. 150.000. Đây một cây búa. Cây búa đóng đinh. Đóng đinh và vỏ đinh luôn nha mấy anh. Đóng đinh, vỏ đinh luôn. Cán mũ nha. Cái này nó bằng lắm. Dễ nhỏ, dễ đóng binh đinh mà dễ nhỏ đinh nữa. Này đúc nha mấy anh. Đúc xài bền lắm.
Mã số 4, 150 ngàn nha mấy anh. 150 ngàn. Đây là cái ô tô kẹp nha mấy anh. Ô tô kẹp bàn nha. Ê tô. Nhẹ nhàng nha mấy anh. Cái tô này nó ra chắc được 5 phân nha mấy anh. Nó còn ra nữa nhưng mà cả 5 phân đi cho chắc. Đây, có đồ kẹp đây. Kẹp với bàn đây. Mã số 5 300 nha mấy anh. Ê tô 300. Số 5 300. Đây, số 6 là đá quay nha mấy anh. Đá quay nha. Đá kẹp rồi quay nha. Mình mài cái này là cũng có ê tô kẹp nha mấy anh. Kẹp vô bàn nha. Kẹp vô bàn rồi mình quay nha. Nặng nha mấy anh. Đá này đường kính nó tắc 3 nha. Dày 2 phân. Dày 2 phân rưỡi. Đá mài. Đá mài quay, tự quay nha. Không có điện. Mấy anh chỗ nào mà không có điện cần xài á thì ok, dễ xài. Mã số 6. Mã số 6 300 nha mấy anh. 300. Mười mũi điêu khắc nha mấy anh. Mười mũi nha. Mười mũi điêu khắc. Mỗi mũi khác nhau nha mấy anh. Mười mũi lận. Khắc lớn có, khắc nhỏ có. Nhớ nhí cũng có. Đó là đúng là mười mũi luôn nha. Mười mũi điêu khắc nha. Mấy anh khắc bông hoa hỏa gì quả gì đó. Kiểu nào cũng có hết trơn. Vuông, bầu, tròn, tứ giác, thập giác gì tán lạng hết trơn. Đây có cái này, có cái cây cumba nữa nè. Mười mũi. Mã số 7. Một trăm bảy chục ngàn nha mấy anh. 170 ngàn.
hàng ở đây là chưa có bao phí ship nha mấy anh. Ba mấy anh ba mua ba món trở lên em mới bao ship nha. Đây là lưỡi cắt cỏ nha mấy anh. Mấy anh chăn nuôi cắt cỏ gì cho bò, cho trâu, bò ăn được là mua cái lưỡi này là ngon. Cốt lục giác. Cốt này cốt lục giác nha mấy anh. Cốt 21. Cốt 21 bỏ lục giác vô 20 nha. Lục giác 21. Đừng tính. Lưỡi kết 20 nha mấy anh. Lưỡi 20 nha. Cốt lục giác 21 nha. Cốt lục giác 21. Đường kính 200. Đường kính 200 nữa nè. Nè. 200. 200. Cốt lục giác 21. Mã số 8. Mã số 8 120 nha mấy anh. 120. Nói trời này đọc quá mấy anh ơi. Cảm hết trơn. Lưỡi một. Lưỡi 125 nha mấy anh. Lưỡi cắt gỗ nha. Lưỡi 125 cốt 20. Lưỡi 125 nha. 125 cốt 20. Lưỡi cắt gỗ. Cắt gỗ hợp kim. Ở số 9. 50.000 nha mấy anh. Mã số 9 50.000. Đây cũng là lưỡi cắt gỗ nha mấy anh, 125 nha. Giờ được có hai lưỡi nha mấy anh. Nó có in dấu hiệu, mã dấu hiệu gì đó. Mã số 10 50.000 nha mấy anh. 50. Số 10 50.000. Lưỡi 106 nha mấy anh. Lưỡi 160 nha. Lưỡi 160. Cốt 20. Lưỡi 160 cốt 20 nha mấy anh. Lưỡi 160 cốt 20.
11. Mười một 80.000 nha. 80.000. Lưỡi 165 cắt gỗ. Lưỡi cắt gỗ 165. Nhớ thương hiệu đó. Trời này độc quá mấy anh ơi, thọt khẹt dữ quá. Lưỡi 165 tốt 20 nha. mười hai 80. 12 80. Mười ba cũng là lưỡi 165 nha mấy anh. Này có râm râm chút xíu nha. Râm chít hả? Bên đây không nhìn không thấy, bên kia nha, râm chít. Cho cả nước rồi. Mở 13 80.000 nha mấy anh. 80. 13 80. Mười bốn lưỡi cắt gỗ 165 nha mấy anh. Cái nhãn hiệu nó có nè nha mấy anh. Em không biết đọc, đọc mấy anh cười nha, cho nên mấy anh tự đọc luôn. Giao em đọc như là giao trứng cho ác vậy á. Đọc tầm 73 nữa. Lưỡi 165 cốt 20 nha mấy anh. Mười bốn 80.000. 80.000. Mười lăm cũng là 165 nha mấy anh. Lưỡi 165 cốt 20 nha. Mấy lưỡi vậy chứ nhìn vậy chứ ngon. Nặng lắm. Lưỡi 165 cốt 20 nha mấy em.
Mã 15 80. 80. Mã 16 cũng là cắt gỗ nha. Cắt gỗ cốt 20, 100 lưỡi 165 cốt 20. Mười sáu lưỡi cắt gỗ nha mấy anh, lưỡi 165 cốt 20. Mười sáu 80 nha mấy anh, 80. Mười bảy lưỡi 100 này, lưỡi 190 nha mấy anh. Đo lại. Ờ, lưỡi 190. Lưỡi 190 có 20 nha mấy anh, Makita nha. Makita. Cái này nó chỉ hơi xét xét thôi chứ nhìn nhìn ngoài nó chưa có xài, tại chồng chồng nó xét nha. Makita. Lưỡi này nặng ngon lắm nha mấy anh. Răng thép nó còn nguyên nha, tại nó có xét 1-2 điểm thôi. Đây răng nó bình thường nha mấy anh. Nó nhìn nó xét nó hơi đen đen thôi chứ nó bình thường, răng còn nguyên y. Lưỡi 190 cốt 20 nha mấy anh. 17 mã 17 trăm ngàn nha mấy anh, trăm ngàn. Lưỡi cắt gỗ Hitachi nha mấy anh, Hitachi nha, cắt gỗ Hitachi. Răng thép còn nguyên viên nha mấy anh. Lưỡi này mới chát luôn mấy anh. Cái này chưa xài luôn. Chưa có thấy khờn nước sơn. Lưỡi 190 cốt 20. 18 mã 18 trăm ngàn nha mấy anh, trăm ngàn. Lưỡi này lưỡi 185 nha mấy anh, lưỡi cắt gỗ 185 nha, răng thưa nha mấy anh. Răng này răng thưa nha. Thép còn đầy đặn nha.
Lưỡi 185 cốt 20. Mười chín trăm ngàn nhé mà anh, trăm ngàn. Lưỡi 185 nha. Cái này nó có nhâm răng nha. Này nhâm răng như này nha mấy anh. Lưỡi 185. Lưỡi này nó bóng ngời luôn mà anh. Này có nhâm răng. Răng. Lưỡi 185 cốt 20 nha mấy anh. Mã 20. 80 nha mấy anh. 80.000. Cắt gỗ lưỡi hợp kim 190 nha mấy anh, 190. Cỏ răng thưa nha, răng thép còn nguyên nha mấy anh. Hai mươi mốt 100.000 nha mấy anh, 100.000. Hai lưỡi 185 nha mấy anh. Răng ngắn nha mấy anh. Răng này răng ngắn nha. Răng ngắn mà chắc chắn nha mấy anh. Chắc lắm. Răng này mình cưa nó có thể là nó ít mẻ hơn cái răng lớn, răng dài. Thép đồ thấy hủng hộ lắm. Lưỡi 185 cốt 20. 22. Hai trăm ngàn nha mấy anh, 100.000. Cắt sắt hợp kim nha mấy anh, cắt sắt hợp kim. Đây có nó có nhầm răng nha mấy anh. Cura to vậy á.
Lưỡi 180 nha mấy anh. Cách sắt nha, cách sắt hợp kim. Cách sắt hợp kim nha mấy anh. Một lưỡi duy nhất nha mấy anh, nay không có lưỡi hợp kim. Cách sắt hợp kim, $23,250 nha mấy anh. $23,250, 250 ngàn. Lấy 26 nha mấy anh. Lấy 26. 20 hả mấy anh đây. 20 hả? 2 tấc mốt. Này lấy 20 nha. Nhìn nó chì chì chứ nó ngon lắm nha mấy anh. Răng thép còn nguyên điên như luôn mấy anh. Nó chì thôi chứ nó răng nó sáng thật như mấy anh. Lấy 26, 20. Có 25 nha mấy anh. Lưỡi 20, cốt 25, 24, 200, 200 ngàn. Lưỡi 26 nha mấy anh, cắt gỗ cắt nhôm nha. 26. Hai 16 cốt 25 nha mấy anh. Cốt 25. Lấy 26 có 25 nha mấy anh. 25, 200 ngàn. Lưỡi thép 255 nha mấy anh. Lưỡi thép 255. Lưỡi xẻ gỗ thép nha mấy anh. 255. Cốt 25. Này lưỡi thép nha mấy anh, lưỡi 255 nha, cốt 25 nha mấy anh.
Mã 26. 150.000 nha mấy anh. 150.000. Lưỡi 250 nha mấy anh. 250 nha. Lưỡi cắt gỗ hợp kim nha mấy anh. Lưỡi 250. Cốt 25. Mã 27. 250.000 nha mấy anh. 250.000. Dây điện 28. Mã 28, 3,5 m, 70.000 nha mấy anh. Dây này dây 7A nha. 7A dây 3 ruột nha. 3 ruột 7A. 3,5 m, 70.000. 3,5 m, 70.000. Dây Hitachi nha mấy anh. Hitachi. Dây Hitachi. Dây 3 lõi nha. 3 ruột. Dây 3 ruột. Mã 29, 4,5 m, 90.000 nha mấy anh. 4,5 m, 90.000. Dây 12A nha mấy anh. Dây 3 ruột nha. 12A. 30. 30 dây 3 ruột 4,8 m, 90.000. 4,8 m, 90.000. Năm mét dây có đầu ra đầu vào nha mấy anh. 5 m dây. Này 12A nha mấy anh. Đầu ra đầu vào nha mấy anh. 5 m nha mấy anh.
31. Ba mốt, 5 mét, 120 ngàn nha mấy anh. Có hai đầu nha mấy anh. Sợi dây này có hai đầu. 5 mét, 120 ngàn. Mười hai A nha mấy anh. Dây 12A. Ba lượt nha mấy anh. Chia ba lượt. Ba mươi hai. Sáu mét rưỡi. 130 ngàn nha mấy anh. 6 mét rưỡi, 130 ngàn. 31, 32 chứ. 32. Dây 12A, dây 3 ruột nha. Dây 3 ruột. Bam 3. 8 m 12. 12A. 160 ngàn nha mấy anh. Dây 3 ruột nha. Dây 3 ruột 12A. Bam 3 8 m 160 ngàn. Chín mét rưỡi dây hai ruột. Dây này chắc dây 7A nha mấy anh. Dây 7A. 9 mét rưỡi nha. 9 mét rưỡi. 34. 9 mét rưỡi, 140 ngàn nha mấy anh. Ruột nó cũng to lắm nha. 34, 9 mét rưỡi, 140 ngàn nha. 35. 35 dây 7A nha mấy anh. Dây này dây 7A nha. 10 m. 10 m dây 7A. 150 ngàn nha. 10 m mang dây 7A, 150 ngàn. 7A chứ em thấy cái ruột nó to lắm nha mấy anh. Nó không có nhỏ nha. 20 m dây 7A nha mấy anh. Không có chùi rửa gì, nó thấy góp vậy nè. 7A. 20 m dây 7A nha mấy anh. 20 m dây 7A. 36. 20 m dây 7A. 250 ngàn. Dây này tại không có chùi rửa gì hết nha mấy anh. Chứ rửa sơ sơ thì nó cũng trắng, nó cũng đen cũng đẹp lại. Tại này em rắp quá rồi thôi, em không có chùi rửa gì hết nha. Rửa cái rồi rửa nó sạch bóng nè. 36. 20 m dây 7A. 250 ngàn nha mấy anh. Rồi hôm nay clip mình có nhiêu đó hàng nha mấy anh. Mấy anh có ưng bụng cây nào thì ưng ý cây nào thì alo mình nha. Món hàng nào đó thì alo mình. Số điện thoại mình là 0916707404 nha. Rồi em xin chào. Xin chào, hẹn clip sau nha mấy anh. Xin chào.